Nhường cho anh em bà con mình đã đến trứng rúi, mình thay anh em coi nha. Hôm nay em sẽ đồng cho anh em xem nha, bà lớn nha anh em con. Thì bữa nay em cũng chia sẻ anh em cái em phun thuốc nha anh em con. Em phun thuốc miếng 260 nha anh em con nha. Đó cái miếng lớn, miếng 260 á. Nó thì bây giờ mình người sẽ em coi xé cái đồng ra nè anh em con. Đó. Đây là cái lúa là cây to nha anh em con nha. Này em chọn cây to đó. Là nó được bà lớn nha anh em con. Anh em cứ đăng ký kênh thì anh em sẽ thấy cái khi mà ruộng lúa miền Tây chia sẻ anh em, thì anh em xin mà nó trầu chỗ hết thì em sẽ quay lại thì anh em thấy cái độ mật độ bông như thế nào và cái độ đùm nó như thế nào nghe anh em con. Đó mà anh em nhìn thấy chà lúa em ghê không đó, thì anh em cố gắng cái video này anh em cố gắng xem hết video giùm em nghe anh em con, để mình quản lý dịch hại cho nó ok, chủ yếu là cái vi khuẩn anh em con ha. Anh em cứ để ý đi, trên ruộng mà nếu mà những cái bông mà chỗ trước thường nó sẽ rất nhỏ hơn bông phía sau đó nè bà con. Đối với em nè bà con, em làm anh chia sẻ anh em bà con trên cái thực tế em làm nó từ đầu vụ tới cuối vụ như từ mỗi miếng một nghe nè bà con. Nói chung là những dòng sản phẩm mà em chia sẻ anh em là nó còn cũng chắc hiệu quả lắm anh em con ơi. Thì nào nó hết hiệu quả là em sẽ sử dụng dùng cũng khác, mỗi vụ em đều có thử thuốc nghe nè bà con nha. Các bữa nào em cũng chia sẻ anh em sớm nhất cái dòng mới anh em con, cái dòng ngon lắm, cái dòng là mình để cho nó dày lá cứng cây cộng với một số dòng bên đây đó, mình để tạo độ cứng độ dày của cái lá thêm nữa anh em con nha. Đó thì mình thì anh em làm lần lần cái ruộng lúa miền Tây rồi anh em sẽ thấy rồi đó, thì càng ngày thì nó giảm được bệnh đủ thứ cho anh em con. Nói chung lá lúa dày bộ rễ mạnh là bắt đầu nó sẽ làm cho bông to và cây mập anh em con nha. Thì anh em để ý xem đây, những cái chà lúa trên đây là em không sử dụng hoặc chất bắt lô em hãm luôn, để em cho nó phát triển hết chiều cao nó thử luôn, rồi thử nó có sập không nghe anh em con nha. Đó thì đối với em quản lý nước ên thì cái chuyện sập thì cũng khó lắm anh em con nha. Thì em nói thật sự, cái chà lúa của em ở trên đây là không bao giờ dưới 1m2 nghe anh em con, chỗ ra không bao giờ dưới 1m2 thì lúa em nói thật. Tại em làm quản lý nước ên em không có sợ gì, cái chà lúa em mới cứng lắm nghe anh em con. Còn ở dưới Tân Hiệp khi em xài á, em xài thuốc á, thì chắc giờ em cũng đang xả rồi anh em con ơi, thì chắc em cũng vài bữa nữa em chia sẻ anh em về cái cách chọn giống luôn ở vụ đông xuân mình luôn, để mình làm á anh em con nha. Nó để mình làm để đạt được năng suất anh em con nha. Thì một lát em cũng chia sẻ luôn anh em con ơi nha. Đây là cái chà lúa em này anh em con, nói chung như là nó lo lay chỗ anh em con. Đó đây nè, đó. Đó, anh em thường thấy cái bông nó ra trước à, đó nó lâu lâu thấy bông gì là anh em cứ xịt được rồi anh em con ơi nha. Đó bây giờ em nhổ một cái em xé ra cho anh em xem bằng, em xé bằng miệng cho chắc phú để anh em thấy mặt em luôn, nói cho nó chính xác nha anh em con. Rồi anh em xem hết rồi em chia sẻ và em nói về từng dòng thuốc luôn và cái hiệu quả của nó, để mình đưa vào đúng thời điểm đó anh em con, để mang cái hiệu quả cao nhất đó. Thì đối với cử lẹt xẹt là cử rất quan trọng nha anh em con. Đó thì nếu mà cái vụ mưa anh em chia ra giùm em đi anh em con, nếu mà chà lúa mình gây vào cái trường hợp mưa đó, thì anh em chia ra từ lẹt xẹt tới chỗ điều là anh em chia làm ba cử đó, nha. Mày xịt ba cử đó. Nếu mà gặp mưa nghe anh em con cho nó an toàn, không mấy cử sao anh em xịt vô gạo với quản lý đậu của bông rồi là ok anh em con nha. Nó chủ yếu là cái cử lẹt xẹt tới chỗ điều mà nó câu băm 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 cái đầu bông đó, là ba. Từ đó tới đó, nếu trường hợp mà anh em chỗ mà sợ mưa nghe mưa thì anh em cố gắng chia làm ba cử anh em xịt đi em con nha. Đó bây giờ em xé bằng miệng cho anh em xem nghe thử nha. Thì nói chung em tính em làm em xé thực tế cho anh em xem luôn, em xé em lựa chọn cây bự nhất nha. Nó thì bông nó bao lớn rồi mai mốt anh em xem thử nha. Cái chỗ điều em cũng quay rõ ràng luôn thì tỷ lệ bông như nào nghe anh em con. Đó thì đối với em làm á, là cái muốn bông to anh em không, cái cây lúa anh em mập thì em mới xuống giống ở cái Tân Hiệp á anh em con ha. Em xuống sống gần xong rồi đó, xuống giống xong rồi đó anh em con ha. Đó anh em xem em xé mà còn thiếu khúc trong nữa đó, nói trong đây nó cứng quá xé không được anh em con nha. Đó thì anh em cứ xem đi rồi tới nó chỗ ra nó bông như thế nào nghe nè con. Đó là những gì em muốn trao đổi và em chia sẻ thực tế em làm á anh em con. Thì từ đường đầu vụ giờ em xịt không có nhiều đâu anh con, thì anh em cứ xem lại á, thì em xịt chủ yếu là cứng cây không à. Nhưng mà anh em ơi,
cố gắng cái vụ này anh em phòng cố gắng nha. Ngừa thứ nhất là mũi hành nè nha, và chủ động đi thăm lúa thường xuyên để quan sát gầy nghe, mật độ gầy phấn trắng và gầy nâu nghe nè con, đang phát triển rất mạnh nghe nè con ha. Đó thì đối với em cái cử này á, cái cử này ở miếng 26 công á, thì em xịt như này anh em con nha. Nó thì em xịt quản lý lên lớp hạt nè, nói chung lúa em không bị đậu ôn nghe, một đầu vụ giờ chưa xịt đậu ôn một cử nào luôn nha, là chưa bị đậu ôn nè, em không xịt đậu ôn một cử là sạc này luôn nha. Đó mà anh nhìn mình có lúa 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 em vậy không, bây giờ em bắt em kiếm cái cây nào cao nhất nha, cao nhất em sẽ nhổ và em đo chiều cao của cái lúa của em nghe nè con. Thì em hứa với anh em rằng lúa này không bao giờ dưới 1,2 m tới chỗ hết, nó thật sự từ gốc mà lên tới bông, lên tới lá cờ đầu tiên luôn, không dưới 1,2 m em nói thật. Thử anh em xem là có đổ ngã không nghe nè con ha. Thì em mà nói vậy em nói là em chia sẻ anh em trên cái thực tế em làm anh em con đó. Thì nói chung cái cây này cái nè em nhổ ngay đúng, xé đúng ngay cái này em đo cho anh 2 gang này, 3 gang này, 4 gang này, đó đó là 5 4 gang, gần 5 gang em coi nha. Thì 4 gang của em, 5 gang của em là hơn mét đó. 5 gang của em hơn mét đó em coi đó, 5 gang của em hơn mét đó, nó cỡ gan em cỡ 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 2 tấc mấy anh em coi này nha. Nó thì anh em cũng nhìn thấy cái bông của em rồi đó, nó thì như cái bông này để em xé lại cho thêm cái bông nữa này anh em con, lựa em lựa cái cao nhất em xé để cho anh em một con mình xem để cho nó chính xác anh em con. Rồi sau này anh em đăng ký đi anh em con, em cũng quay em chia sẻ anh em trên cái thực tế em làm, nói chung làm ruộng mà anh em con cần cái thực tế. Còn em nói thật sự rồi, nếu anh em xem, nếu mà anh em hay ấy thì anh em xem cho vui thôi nha. Còn thật sự anh em, những anh em mà đã áp dụng theo kênh ruộng lúa miền Tây rồi đó, thì anh em cố gắng nha, xem cái gì ủng hộ em một cái đăng ký kênh và cho em xin một like và để bình luận nha anh em con. Còn một số anh em thì làm theo thường thì xem ấy thôi, còn ấy anh em áp dụng kênh nào áp dụng, nói chung là mỗi người có một cách làm của em chia sẻ như vậy và trên cái thực tế của em làm đó. Còn anh em nào giỏi thì thôi nha anh em con, em chỉ chia sẻ những nông dân nào mà đam mê gì ruộng và tìm tòi hay anh em con. Đối với em anh em con, em làm hoài làm quỷ luôn á, em thay đổi liên tục nghe năm con, chứ không phải là cứ vụ này qua vụ kia được, em thay đổi cách làm liên tục. Nếu mà nói chung người trà lúa này nhìn cũng chưa đã luôn nha. Nó có vụ đông sưng á, em cố gắng em sẽ ra video sớm nhất để anh em chọn giống rồi gieo xạ, mặc đồ gieo xạ vụ đông sưng để cho độ bông nó gối nghe năm con, bông nó gối mà cuộn 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 vậy đó năm con ha. Đó thì anh em xem trà lúa nè, 26 công nè, miếng 26 công nè đó, thấy không đó, cái miếng bình ta thấy anh em thấy cái màu lá hơi vàng đỏ lá không? Đó đó anh em con, miếng là miếng 26 công nghe anh em con đó. Đó em đi mờ nó rồi, cái miếng này miếng này bên của miếng của ta nghe anh em con, đó nó hơi hơi vàng vàng đỏ lá đó anh em con nha. Đó ở trong nói chung là nó vàng anh em con ha, so sánh giữa hai bên khác nhau liền nha, chỉ có gió mà nếu mà chịch ngang là bị vàng liền anh em con nha. Thì em có phun cự mấy cự trước em có phun, em cũng chia sẻ em một con rồi đó, anh em cố gắng xem lại nha, cái kênh này xem lại những cái video trước mà em nghe anh em con đó. Thì bây giờ em chia sẻ thuốc cho anh em bà con mình nghe anh em con, em xịt cái này nha. Đầu tiên á là anh em con sâu nha, cái này là tại cái miếng 26 công này á, là em sử dụng nguyên cái dòng sumo từ đầu vụ tới cuối vụ luôn, thử coi nó như nào luôn nha. Sumo xịt khuẩn nghe anh em con, thì sumo xịt khuẩn này á anh con, 5 công là em xịt 2 gói nha, 2 gói 100 g nghe anh em con nha. Còn cái chai thuốc sâu một chai đó đó là em xịt là một chai cũng 5 công nha đó. Còn cái này cũng gì, một chai cũng 5 công đó, nãy giờ 3 loại đó em con. Và cái đặc biệt thằng này cho anh em con, hiện tại bây giờ gầy nhiều lắm, đó là Benzna nha. Thì em xịt 5 công nè, 5 công 4 chai nghe em con. Thì em xịt cái này 5 công 4 chai này nghe em con, 4 chai Benzna này nghe em con. Thì tình hình bây giờ gầy dữ lắm anh em con ha, gầy trắng đen luôn nghe em con. Thì đây, thì cái như cái thằng sumo trúng mùa này anh em con, thường là em kêu là vua lên bếp đó, là em thường em nói là vua lên bếp đó. Thì có hoạt chất nó cũng như là amitatop và hép với anh em con ha.
đó đó. Còn như sâu, thuốc sâu này á thì em cũng xài thuốc sâu này luôn nghe nè con, cái này chai 190 k đó, cụ vi khuẩn này cứ là 10 năm 5 công á, và hai gói này anh em làm sao anh em chia là chia ra nghe nè con. Rồi thì em xịt trong cái cử đây là bốn loại nghe nè con, thứ nhất là Benzana này, thứ hai là sâu nè, thứ ba là vi khuẩn này, thứ tư là nêm nếp nha. Thì em ơi, em nói thật sự tại sao mà em xịt có nhiêu đó em con, nói chung là mình xịt cộng nhiêu kích chỗ cũng được nữa, nhưng mà do nhiều quá nên em nếu mà không có gầy với sâu á thì em sẽ cộng thêm thuốc dưỡng để cho nó chỗ nhanh. Nhưng mà buộc anh em con ơi, anh em nhớ nếu muốn cái vụ hè thu này và thu đông này anh em muốn cái hiệu quả thuốc nó cao á, anh em cố gắng, anh em bà con mình cố gắng cộng từ bốn loại thuốc trở xuống thôi, cử lẹt sạc nha anh em một con nha. Đó nó em không cộng đồ ôm luôn nha anh em con, tại vì nó không có đồ ôm nghe anh em con, nên em không cộng đồ ôm luôn đó. Đó thì từ đầu vụ giờ em nói thiệt em chưa cộng đồ ôm luôn anh em con ha, đầu vụ giờ luôn chưa có một miếng đồ ôm nào hết. Miếng này chỉ có là nó với Oraris thì cửa đưa kích động thì em xài là The Gen với Sumo 75 nha. Đó Sumo 75 với có mấy cái gì nữa ta, Sumo 75 với Sumo Pachin với thuốc sâu độc thang đó là xong đó. Đó là cái miếng này nè nằm con, bây giờ nó có sâu lại bắt đầu em xịt sâu cuốn lá nghe nằm con nghe. Thì cái miếng này hết hai cử sâu cuốn lá nè em con, với một cử sâu thăng đó, nói chung cũng bộn tiền đó đó. Thì nói chung là làm ruộng mà anh em con, nhưng mà nó không có một cây mũi hành nghe nằm con đó, thì ở vòng vòng cái bên thì nó cũng có một hai cây nha đó. Thì thường anh em thấy những cái bông mà tuổi sớm thường nó sẽ nhỏ hơn những cái bông vô sau, thì anh em cứ thấy lâu lâu chỗ một cây này nó cứ xịt anh em con nha, lâu lâu chỗ một cây anh em cứ xịt đó. Thì em chỉ chia sẻ anh em còn tới đây thôi anh con ơi đó, anh em cố gắng ủng hộ một cách trên cái kênh mà để em có động lực làm những video tiếp theo để chia sẻ bà con mình để đảm bảo được những sức cao nhất nha. Còn nếu em muốn an toàn cái cử này anh em nên sử dụng hàng stunner nha, không phải an toàn mà nói chung mình sử dụng stunner. Ví dụ như cái cử này anh em xịt cái chung mô xịt khuẩn, cái cử sau anh em sử dụng stunner nghe anh em con ha. Cái cử này anh em xịt chung mô xịt khuẩn thì cử sau anh em sẽ sử dụng stunner, mình thay phiên nhau vậy anh em con nha, để cho cái thuốc mình nó đạt cái hiệu quả nha. Đó thì anh em cố gắng nghe anh em con, nói chung là cái cử này mình xịt thằng sumo xịt khuẩn, cái cử sao mình xài thật satana đó. Thì em chào anh em bà con nha.